ngày 5 tháng 2, Tòa án Nhân dân huyện Kim Động mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1984 ở thôn An Châu 1, xã Hoàng Hanh, thành phố Hương Yên, về tội vận chuyển hàng cấm là hơn 300 kg pháo nổ. Theo cáo trạng, ngày 18 tháng 12 năm 2020, Khoa được một đối tượng không rõ tên tuổi, địa chỉ, thuê vận chuyển pháo nổ, tiền công 7 triệu đồng. Khi đến trước cổng bệnh viện Sản Nhi Hương Yên, xã Hiệp Cường, thì bị công an huyện Kim Động phối hợp với công an xã Hiệp Cường bắt quả tang. Thu tại chỗ hơn 230 hộp pháo chứa trong 13 thùng cắt tông có tổng trọng lượng 317 kg. Xét bị cáo khoa thành khẩn khai báo, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Khoa 5 năm 6 tháng tù giam.